Và tiếp nối chương trình hôm nay xin được trân trọng kính mời toàn thể cô, chú, các anh chị và toàn thể các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Mùa Xuân Đầu Tiên. Và toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn sẽ được thưởng thức qua giọng hát của top ca nữ đến từ đoàn nghệ thuật Quân khu 4. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mùa xuân theo em về, mùa bình thường.